Đấy thì hôm trước anh em mình đã làm câu 1 rồi. Câu 2, câu 2 như làm rồi. Câu 3 ít nhất rồi. Câu 4 rồi. Mã số 1 chưa có điểm rồi này. Câu 5. Cho biết điểm cao nhất môn mà các sinh viên đạt được. Môn 1. Môn 1 là môn gì? Môn của mã môn học à? 1 à? Mà các sinh viên đạt được. Ok. Đấy, anh em mình sẽ làm ở đây câu 5, mình sẽ copy lại câu 5 này cho anh. Ở trong này. Chọn cơ sở dữ liệu là quản lý sinh viên. Đây có WordPress không nhỉ? Chờ em một chút để anh tìm hiểu. Cho biết điểm cao nhất của môn có mã môn học 1 mà các sinh viên đạt được. Thế thì ở đây anh em mình vẫn nhớ cơ sở dữ liệu của chúng ta sẽ gồm 3 bảng. Nhất là bảng sinh viên, thứ hai là bảng môn học và thứ ba là bảng kết quả đúng không? Select sao from sinh viên. Đúng không nhỉ? Đúng rồi. Select sao from môn học. Select sao from kết quả cái điểm nhỉ? Đây, anh tạo chữ viết mới đi. New query đi. Ở đây anh em mình use quản lý sinh viên. Rồi, cho nó đỡ báo lỗi. Thế thì ở đây anh em mình sẽ cần biết là điểm cao nhất là môn có mã môn học 1 mà các sinh viên đạt được. Thế thì mình sẽ phải biết được cái môn mã môn học 1 ở trong cái bảng kết quả này. Anh em mình có rồi này. Cần điểm cao nhất thì mình chỉ cần tìm max của cái đống này thôi. Tìm max của cái đống này thôi. Đấy thì mình anh em mình đơn giản, anh em mình thứ nhất là chọn cái bảng đấy, select sao from kết quả quay mã môn học vòng 1 đúng không? Cái điều kiện là mã môn học. Và bây giờ anh em mình chỉ cần lấy cái giá trị điểm lớn nhất ở trong này, điểm lớn nhất trong này thì sẽ là max của điểm. Đấy, thì cái môn học 1 có điểm cao nhất là 9. Mình có thể đặt cái bảng này là S. Mình nhỉ? Điểm cao nhất môn 1. Rồi, đấy là câu 5 rất dễ thôi. Câu 6. Cho biết mã sinh viên. Tên những sinh viên có điểm thi môn 2 không tốt nhất khoa. À, anh em làm câu này thế nào? Anh em mình làm câu 2 này thế nào? Tìm cái thấp nhất xong là nó tổng không có trong này được. Được rồi. Tìm cái thấp nhất. Điểm thi môn 2 đúng không? Thế thay vì làm cái này, anh em mình select min. Chỉ tiến copy cái câu hỏi đã, không tí nữa anh em mình cũng không biết câu hỏi này là gì. Câu này cho làm cho bài gì? 5 này. 6 này. Thế thì anh em mình đầu tiên, chúng ta sẽ làm y hệt câu trên. Nên chúng ta tìm min. Điểm của những thằng môn 2. Thấp nhất là 42. Thì ở đây anh em mình sẽ tìm được điểm thấp nhất. Rồi, xong rồi chúng ta sẽ tìm những sinh viên mà có điểm lớn hơn cái giá trị này đúng không? Đúng chưa?
nó có tính giá trị luôn không anh? Tính giá trị luôn thì Nếu mà nó không không có điểm thì anh, không có điểm mà sao? thế là cái môn hai này là nó không có điểm thì cái điểm đấy là không, thì mình có coi cái điểm đấy là điểm thấp nhất hay không, hay là lấy điểm nó có chỉ có là từ một đổ lên thôi anh? Phải tính điểm của những thằng thi rồi chứ. Anh đã không hiểu ý em là gì. Đầu tiên là select sao Em là from những cái kết quả này, que mã môn học bằng 2 để anh xem là thằng này có những ai thi nữa nhá. Ngày chúng ta có khá sinh viên thi ở đây và một đống điểm ở đây, thì bọn em chả vừa bảo với anh là đi tìm thằng có điểm thấp nhất đúng không, mà mình tìm tất cả những thằng còn lại mà có điểm khác giá trị này là được cái gì không phải à? Không phải tụi mày vừa bảo là thế à? Thì đây có Đúng phải là cái truy vấn ở trên anh em mình đã tìm được cái điểm thấp nhất ở trong đám này không? rồi. Vâng ạ. Bây giờ mình sẽ tìm thằng sinh viên mà có điểm không không bằng cái điểm này là được cái gì? Để tìm thằng sinh viên đấy, chúng ta sẽ gộp hai bảng kết quả với bảng sinh viên lại thì chúng ta mới có tên sinh viên. Được chưa? Select sao cứ sao của đã nhá. From sinh viên join với các kết quả. On. Tắt này đi. Sinh viên chấm mã sinh viên bằng với cả kết quả chấm mã sinh viên. Đây mình tìm tất cả sinh viên này. Điều kiện ở đây là where điểm. Nhưng where thứ nhất là mã môn học. Kết quả mã môn học bằng 2 n điểm lớn hơn bao nhiêu? Lớn hơn cái giá trị này. Đúng không ạ? Như này à? Có đúng không? Chạy thử này. Ok, ra một đống rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lọc những cái mình cần, chỉ cần mã sinh viên và tên sinh viên thôi. Mã sinh viên. Đấy. Sinh viên kết quả cho mã sinh viên đi. Tên sinh viên và điểm đi. Thì anh em mình có 5 năm, 7 năm đấy. Tổng cộng là 10 thằng. Trên tổng số là 11 thằng, đúng rồi, trừ mỗi thằng này đi. Trừ mỗi thằng mã sinh viên là 4 là được. Có thể có truy vấn gọn hơn nhá. Cái này chưa chắc là truy vấn đẹp nhất đâu. Nếu anh em mình làm được thì anh em mình cứ mạnh dạn chia sẻ cho mọi người. Tiếp tục câu 7, cho biết mã sinh viên và tên sinh viên có điểm thi môn 1 lớn hơn điểm thi môn 1 của sinh viên mã số 3. Ui, dễ thế. Thì bây giờ mình cứ tìm cái điểm thi môn 1 của sinh viên mã số 3. Xong mình lọc trong cái bảng đấy, những thằng nào có điểm lớn hơn đấy, thằng cái điểm này là được. Thì để tìm điểm thi môn 1 sinh viên mã số 3 thì ta sẽ select điểm. From bảng kết quả. Where mã sinh viên bằng 3. Thì ở đây anh em mình đã có điểm của thằng sinh viên này rồi. Đây là 4. Thì, tìm mã sinh viên và tên sinh viên có điểm thi môn 1 lớn hơn điểm thi kia thì chúng ta cũng join hai bảng kết quả với cả sinh viên lại. Thì ta sẽ lấy mã sinh viên, tên sinh viên, điểm lớn hơn điểm thi môn 1 đúng không? Đấy. And cái này là phải có một cái là mã môn học bằng một à, đúng không? Thế thì đây anh em mình đây là toàn bộ cái sách sinh viên này với điểm tương ứng của rất nhiều môn học khác nhau. Bây giờ mình cần điểm thi môn 1, như vậy là que điều kiện chúng ta sẽ là điểm ở mã môn học bằng 1 n điểm lớn hơn
cái giá trị của sinh viên này. Đúng chứ nhỉ? Anh có sai chỗ nào không? Im lặng thế này là làm chưa hay là chưa làm hay là làm được rồi mà con này nó dễ quá hay sao? Anh lại ngồi đập thoại cho tân giờ lớp mình bao nhiêu đứa đây? Hiện giờ có 37 người xem stream, có nghĩa là 37 người nghe được tao nói cái gì, nhưng mà không đứa nào nhúc cái bật mic lên tương tác với anh. Con Ngân đâu rồi? Học hành thế buồn quá. Câu 8, cho biết số sinh viên phải thi lại môn toán cao cấp, câu này là thế nào? Thì kiểm tra xem những sinh viên nào có điểm lớn hơn à nhỏ hơn 4 về mã môn học là bao nhiêu đấy. Có đầu tiên là mình phải tìm mã môn học của môn toán cao cấp đã, đúng chưa? Mình Ừ, vâng ạ. thì anh em mình sẽ select mã môn học, from bảng môn học, where cái gì nhỉ, thử xem mà bảng này có những môn Tên nào môn học không ạ. đấy. Tên môn học toán cao cấp tiếng Việt đúng không? Nên vậy anh em mình sẽ que tên môn học like n phẩy toán cao cấp. Đó. Thì đầu tiên anh em mình sẽ tìm được cái mã môn học này. Thứ hai là chúng ta sẽ tìm những sinh viên mà thi lại mà đếm đếm số lượng này. Thì anh em mình truy vấn một cái bảng mà tất cả các sinh viên thi lại môn này đã. Thì để tìm được cái bảng đấy thì anh em mình sẽ select sao from bảng kết quả where điều kiện là mã môn học thì bằng cái giá trị mà chúng ta vừa tính chính cái đoạn này. Và đồng thời and điều kiện thứ hai đấy là điểm phải lớn hơn 4. Đây là tất cả những sinh viên thi môn học mà nó toán cao cấp mà có điểm lớn hơn 4 có nghĩa không phải thi lại. Và chúng ta chỉ cần đếm đúng này thôi. Đếm đúng này thì anh em mình sẽ select count sao trong này được. Đây chúng ta sẽ có 8 sinh viên mà thi lại môn toán cao cấp. Ok, kia anh có thể so sánh trực tiếp tên môn học luôn được, không cần phải bắn mã được rồi. Cái gì? So sánh cái gì cơ? Sáng tên học trực tiếp luôn. Ở đây á? Ở đây á? Chứ thì không phải cho sánh tên luôn, chứ là phải join bảng bảng tên môn học nữa. Anh có cho đâu? Nếu mà em chỉ truy vấn bằng kết quả thì em sẽ không có cái toán cao cấp này này. Em không biết được mã môn học môn toán cao cấp gì. Em bây giờ em đang giả sử là em mở cái bảng đấy ra em đọc được cái mã môn học này là một. Bây giờ anh giả sử là mình không biết mã môn học nào ấy đi thì chúng ta sẽ phải truy vấn dựa trên cái bảng môn học để chúng ta tìm được mã môn học của cái tên môn học của toán cao cấp. Sau cái truy vấn này thì anh em mình mới có được cái mã môn học. Thế thì lúc chúng ta tìm bằng kết quả thì chúng ta mới truy vấn lên tất cả những kết quả của sinh viên thi cái môn có mã môn học là mã môn học của môn toán cao cấp. Hiểu chứ? Ừ, được rồi ạ.
Nhầm nhỏ hơn 4 nha anh. Thi lại à? À, phải thi lại thì điểm nhóm 4, xin lỗi. Nhóm 4. Khổ. 3. Câu 3. À, nếu mà em bị trùng ấy thì có một từ khóa là distinct thì nó sẽ lọc ra những cái thằng trùng với nhau. Distinct mà bị trùng. Mày mà câu 3 là trước anh chết rồi cơ mà nhỉ? Đúng rồi, tên trùng một điểm khác là nó vẫn in ra. Thế thì sau em đừng có in ra như thế nữa mà em tìm em select ở trong cái bảng sinh viên mà có mã sinh viên in cái bảng của em ấy là được. Thế nhá, bây giờ anh sẽ tìm tất cả những mã sinh viên mà đã thi ít nhất là một trong ba môn kia nhá. Thì để tìm được cái sinh viên đã thi ít nhất là một trong ba môn kia thì mình sẽ đầu tiên là mình tìm sinh viên mà không thi môn nào. Đúng không? Không thi môn nào xong mình lấy tổng số sinh viên trừ đi số sinh viên đấy là mình tìm được những mã sinh viên đã thi ít nhất một trong ba môn, hoặc là xét mã sinh viên ở trong bảng kết quả thôi là được. 9 này là bảng câu 3 này, anh sẽ làm lại câu 3 cho. Bây giờ anh em mình đầu tiên là mình sẽ select mã sinh viên đã nhé, from kết quả. Sẽ select tất cả các mã sinh viên from bằng kết quả thì ở đây nó bị trùng đúng không, anh em mình thêm từ khóa distinct vào xem nào. Thì đúng rồi, nó đã có tổng bộ sinh viên đi thi rồi, đã có trong mặt kết quả là các sinh viên đi thi rồi. Anh có thể thêm một điều kiện là where điểm is not null. Thì nhỡ có thằng sinh viên nào mà có điểm null thì mình sẽ lọc nó ra, coi như thằng ấy không đi thi. Thì đây chính là những sinh viên đi thi, được chưa? Tất cả những sinh viên đi thi. Cái này em ok chưa? Rồi anh ạ. Anh em mình bây giờ mình join cái này với bảng mã môn học để mình tìm những sinh viên mà thi ba môn kia kìa. Thì để khi mà join bảng kết quả với bảng môn học ấy, thì mình làm thêm một cái điều kiện nữa ở đây, đấy là cái cột mã môn học thì nằm trong các môn học này. Bây giờ anh sẽ làm luôn một cái truy vấn ở đây này. Chẳng hạn là ở đây anh tìm một truy vấn nhỏ, đấy là tìm mã môn học của các môn lý thuyết cơ sở dữ liệu, hay là ở trong này cái gì nhỉ, select sao from bảng môn học đi, toán cao cấp với cái gì gì đấy, thì mã môn học của các môn là toán cao cấp mạng máy tính tin đại cương. Thế thì anh em mình đơn giản là select mã môn học from bảng môn học, điều kiện ở đây where là tên môn học, like toán cao cấp, hoặc tên môn học like mạng máy tính, tên môn học like tin đại cương đúng không. Đây là chúng ta sẽ tìm được các mã môn học của các môn này. Và sau khi chúng ta tìm được cái mã môn học của các môn này rồi thì ở đây chúng ta lại tìm được các sinh viên đi thi mà có điểm. Đấy, anh em mình lại làm thêm một cái truy vấn ở đây là với điều kiện là n mã môn học nằm ở trong cái truy vấn này. Đóng bằng ngoặc cái này. Thì đây là anh em mình đã tìm được các sinh viên mà đi thi các môn này, đi thi một trong ba môn này, được chưa em?
Chủ in cái tên nó ra gì? Ừ, tên thì anh lại phải cho thêm bảng tên sinh viên và sinh viên nữa. Vâng. Ok, cho tiếp đi. Join với sinh viên nhá. In nó join đi cho nó đúng. In join chỉ là những thằng mà có trong bảng kết quả thôi. Que. Kết quả. Nó không trùng nhau được đâu, tại vì mã sinh viên khác nhau thì làm sao nó trùng nhau được. Chấm với cả. Mã sinh viên bằng sinh viên. Chấm. Mã sinh viên. Nhập on chứ. Xin lỗi, in the join. On. Thì mã sinh viên này thì chúng ta sẽ sử dụng trong bảng kết quả. Thì mình chỉ quan tâm mã sinh viên ở trong bảng kết quả thôi mà. Anh em mình sẽ lấy thêm cái tên sinh viên. Được chưa? Người anh Xì thằng nào nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Xì thằng 16, 17 hay sao ấy? Select mã sinh viên. Draw mã sinh viên xem. Để anh xem là xì thằng nào. Thì có 3 thằng 16, 17, 18. Vậy 3 thằng này không đi thi. Đấy có 3 nhá. Tiếp tục vậy. Câu 78 và câu 9 này. Đối với mỗi môn, cho biết tên môn và số sinh viên phải thi lại môn đó mà số sinh viên thi lại lớn bằng 2. Câu này sẽ hơi khó một chút này. Đối với mỗi môn, cho biết tên môn và số sinh viên phải thi lại môn đó mà số sinh viên thi lại lớn bằng 2. Giờ thử với một môn đã. Còn mình sẽ đối với mỗi môn sau. Rồi. Với một môn tăng các cấp đi. Thì cho biết tên môn toán các cấp, số sinh viên phải thi lại môn đó mà số sinh viên thi lại lớn bằng 2, có nghĩa là chỉ khi nào số sinh viên thi lại lớn bằng 2 thì mới in ra đi. Được. Thế thì cái này chúng ta sẽ đầu tiên là chúng ta phải tìm mặt kết quả này. Bây giờ mình sẽ lọc tất cả những sinh viên thi lại cái đã này để cho bằng kết quả này. Anh em mình copy ra ngoài lại. Select sao from bằng kết quả where điểm nhỏ ra được chưa? Ồ, where điểm là nhóm 4 chứ sao nhỉ? Cái điểm nhóm 4. Được rồi. Cho biết tên môn thì mình cứ join đã join bảng môn học ở vị trí kết quả chấm mã môn học bằng với cả môn học chấm mã môn học bây giờ mình sẽ đếm đếm số lượng này thông qua cái điểm này. Bây giờ anh em mình sẽ đếm thông qua cái mã môn học chứ. Thì ở với cái mã môn học này thì mình sẽ đếm được là môn học này nó sẽ có bao nhiêu người thi lại, môn học này có bao nhiêu người thi lại, môn học này có bao nhiêu người thi lại. Như vậy nếu mà chúng ta đếm dựa trên cái mã môn học thì chúng ta sẽ biết được là môn học đó có tổng cộng bao nhiêu người thi lại. Đấy, anh em mình sẽ đây. Anh sẽ làm cái này đi. Kia là môn học chấm tên môn học thôi. Để chỉ lấy từng ngành cô thôi. Anh em mình sẽ select bây giờ là thay vì thế này thì anh em mình sẽ chỉ lấy mã môn học và tên môn học đếm dựa trên cái mã môn học. Được chưa? Đấy, anh em mình sẽ lấy mã môn học này. Count của mã kết quả chấm mã môn học này. Đấy, và cái này thì nó sẽ group by trong bảng môn học. Bây giờ chúng ta sẽ bị tên môn học invalid vì không nằm ở trong thằng này. Ok, thì nhóm này lại. Và nếu mà nhóm hai thằng này thì khả năng là sai. Khả năng là chúng ta sẽ phải làm một cái bảng phụ đã. Khả năng chúng ta sẽ phải làm một vòng phụ đấy. À đâu, không cần. Đây, anh em mình có một cái đây. Đếm số lượng dựa trên mã môn học.
Vừa tên môn học của toán cao cấp, vậy toán cao cấp có tổng cộng là 3 người thi lại. Mạng máy tính có tổng cộng là một người thi lại, tin đại cương có một người thi lại. Và đối mỗi môn thì cho biết tên môn này, số sinh viên phải thi lại này. Mà số sinh viên thi lại lớn bằng 2, như vậy là cái giá trị này của chúng ta phải lớn bằng 2 đúng không? Having lớn hơn bằng 2. Câu này chúng ta đặt tên nó là số sinh viên thi lại. Anh em mình viết đẹp thì anh em mình nên viết thế này. Xe rách ba cột từ bảng nào, điều kiện là gì, nhóm lại những thằng nào với nhau và điều kiện của thằng nhóm là gì, thì đây chúng ta sẽ tìm được môn học gì, tên môn học là gì, số sinh viên lại như nào. Viết thế này thì cho nó gọi là gì nhỉ, đúng với cả yêu cầu đề bài. Ôi, anh em mình có câu hỏi gì về bài này không? Thế Vinh cũng chỉ là cái điều kiện của cái group ai. Having điều kiện của cái nào ở trong group by thì em sử dụng having. Thường thường là nó having của mấy thằng cao với min với max ấy. Cái thì nhóm mà chúng ta so sánh thượng having. Tiếp tục, có ai nữa không? Câu 10, cho biết mã sinh viên, tên và lớp của sinh viên đạt điểm cao nhất môn tin đại cương. Mã sinh viên, tên và lớp của sinh viên đạt điểm cao nhất môn tin đại cương. Làm thế nào để mình biết được sinh viên nào đạt điểm cao nhất môn tin đại cương? Anh em, làm thế nào để anh biết được sinh viên nào đạt điểm cao nhất môn tin đại cương? Kết quả học xong rồi tìm mạch. Mã môn học của môn tin đại cương có nghĩa là select mã môn học, ROM mã môn học, where điều kiện là tên môn học, like tin đại cương, nghe không? Anh em mình tìm được mã môn học rồi, anh em mình sẽ tìm tất cả những sinh viên thi môn này bằng cách là select sao tất cả kết quả nữa rồi. From bằng kết quả where mã môn học bằng với cái giá trị này. Và anh em mình tìm đạt điểm cao nhất có nghĩa là max cái điểm trong này. Như vậy anh biết được cái điểm cao nhất ở trong này là 9. Vậy sinh viên nào thì có điểm 9? Mã sinh viên, tên và lớp của sinh viên đạt điểm cao nhất. Thế thì ở đây anh em mình có thể làm một cái như này. Mã sinh viên đúng không? Because it's either kết quả mã sinh viên, ok. Group by mã sinh viên điểm à. Having where having điểm bằng với max điểm à? Không được, làm ra không được. Select max điểm này là sai rồi, mình không thể làm này được, không thể chỉ cái max sinh viên này được. Ok, thế thì thế này nhá, anh em mình có thể làm một cái là theo lý thuyết thông thường nhiều người sẽ làm ấy, là chúng ta sẽ select những sinh viên mà có điểm bằng cái này này.
Thì anh em mình sẽ truy vấn bằng cách select mã sinh viên from bằng kết quả where điểm bằng với giá trị này n mã môn học bằng với giá trị này. Thì ở đây anh em mình sẽ có những sinh viên mà có điểm thì là điểm max, có mã môn học thì là mã môn học như thế này. Anh em mình có thể truy vấn tiếp ở bảng sinh viên hoặc anh em mình join bảng sinh viên ở đây để chúng ta sẽ tìm được tên sinh viên đấy và lớp của sinh viên đấy. Đấy, anh em mình chẳng hạn là join from kết quả cho sinh viên đi, on kết quả chấm mã sinh viên bằng với sinh viên chấm mã sinh viên, và lúc đấy chúng ta thay vì ghi này thì ghi kết quả chấm mã sinh viên là được. Anh em mình ghi thêm tên sinh viên và ghi thêm lớp tương ứng. Thì cũng sẽ có những bạn là làm thế này này, select mã sinh viên max điểm from bằng kết quả where mã môn học bằng với giá trị như này. Điểm bằng với max của điểm à? Làm thế nào bây giờ nhỉ? Làm thế thì anh sẽ bị hai lần truy vấn, anh không muốn thế này. Anh không muốn hai lần truy vấn. Trên anh cầm một cái ngoặc lên đi sao? Lại nhá. Không được dùng que, tại vì cái thằng này phải dùng helping. Đúng không? Nên điểm. Thì ở đây là helping. Điểm bằng max của điểm. Đây à? Nó phải content ở trong group by, mà content trong group by thì nó thành sai như nãy mình làm ấy. Group by by điểm đã thành sai. Thôi làm trên để cho đơn giản, anh cũng không nhớ được là truy vấn sai mọi người hay làm như thế nào ấy. Ta biết đúng nhiều, ta biết sai, ta không nhớ được. Đại loại sẽ có một cái truy vấn cho mọi người làm ấy, mọi người sẽ chỉ quan tâm đến thằng đầu tiên thôi. Nhưng mà vì chỉ cần quan tâm đến thằng Max thôi mà. Thường thường là mọi anh em nào làm anh em chỉ quan tâm thằng Max thì mọi người sẽ nhớ là có nhiều thằng, có cùng là trị điểm lớn nhất chứ không chỉ có một thằng. Nên là anh em mình sẽ phải truy vấn tất cả những thằng mà có điểm bằng với cái giá trị điểm Max là được. Rồi. Tiếp tục câu 11. Đối với mỗi lớp, à, lại đối với mỗi lớp rồi. Lập bảng điểm gồm mã sinh viên, tên sinh viên và điểm trung bình chung học tập. Lập bảng điểm gồm mã sinh viên, tên sinh viên, điểm trung bình chung học tập.
Thì bây giờ anh em mình sẽ phải làm một cái bảng gồm mã sinh viên, tên sinh viên vật điểm mới đã. Để chúng mình tính sau. À, mã sinh viên, tên sinh viên vật điểm. À, điểm trung bình thì anh em mình phải tính tính cho bằng kết quả. Đấy thì để tính điểm trung bình sẽ sao không kết quả. Tìm tất cả thằng này này. Bây giờ anh em mình sẽ làm một cột là mã sinh viên. Đấy, AVG của điểm. Nha. Trung bình chung của điểm mà. Thì anh em mình sẽ phải gộp thằng này lại. Group by mã sinh viên điểm à, mã sinh viên group by mã sinh viên nha. Đấy thì tất cả những sinh viên mà có mã số 1 thì có điểm trung bình ở này, mã số 2 thì trung bình ở này, 3 này, 4 này, 5 này. Ok chưa? Anh em mình đến đoạn này mọi người hiểu chưa đã? Rồi ạ. Thế bây giờ anh em mình chỉ cần liệt kê lại những cái mã sinh viên và tên sinh viên như này thì thôi đấy nhá. Thì anh em mình có thể là select sao from bảng sinh viên đấy, join cái bảng này của mình. Thì anh em mình sẽ đóng bằng cái bảng này lại và đặt cái bảng này là bảng trung bình môn. S này. On sinh viên chấm mã sinh viên bằng với trung bình môn chấm mã sinh viên. Không dùng S rồi cả. Bình thường mình đặt thế này là được. À, phải đặt tên. Quên, 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 quên. Anh em mình phải đặt tên cho cái cột này. Điểm trung bình. Đấy, để nó biết được cái cột tới tên là gì, xong nó còn truy vấn tới. Đấy là anh em mình đã có mã sinh viên, có điểm trung bình là gì rồi. Được chưa? Bây giờ anh em mình cần truy vấn cái gì? Anh em mình chỉ cần truy vấn là mã sinh viên. Anh em mình để cái ở cái bảng trung bình môn đi. Sinh viên, thứ hai là tên sinh viên. Thứ ba là điểm trung bình. Đúng chưa? Và thứ tư là lớp. Đó. Và anh em mình muốn là nó theo đơn vị lớp thì anh em mình sắp xếp theo lớp đi. Đấy, anh em mình sẽ on the by lớp. Rồi. Đối với mỗi lớp lập bảng điểm, đây gồm cái này, mã sinh viên, tên sinh viên, điểm trung bình. Lớp. Được chưa? Lớp tăng dần này, mã sinh viên tăng dần này. Anh em muốn tưởng minh hơn thì anh em mình có thể ghi này ascending tăng dần. Có cách nào để lấy hai chữ số thập phân thôi, không lấy hết bấy nhiêu chữ số thập phân Cái sau? này thì em phải Google thôi, thì anh cũng không nhớ đâu. Query to decimal to float number float point number in SQL server now to decimal place này. Okay. Convert number brick của cái đấy. Cast round as number brick. Đấy thì anh em mình cast cái này.
năm brick. Thằng này 36,2 cũng được. Cái này chắc là 36 chữ số trước dấu phẩy và 2 chữ số sau dấu phẩy mà. Đấy. Nói chung là search là ra mà anh em mình cứ chịu khó search nhiều vào thì sẽ biết các từ khóa để search. Ép kiểu ở đây có mấy cái, cast và convert mấy thứ ấy. Anh không nhớ được đâu, anh bây giờ đầu óc anh không thể nhớ được hết. Anh có cái gì thì anh search thôi chứ anh không thể nào lúc nào anh cũng kè kè anh nhớ được hết. Được chưa anh em? Em nói là cái chỗ chỗ nào? Select này. Đánh viết thế này cho nó from kết quả group by mã sinh viên s trung bình môn đây là join với cả bảng sinh viên ở cái vị trí nào đấy đâu em muốn anh nói đoạn nào cái này á order by à order by có nghĩa là sắp xếp theo gì nếu mà em không có order by thì thằng này nó sắp xếp mặc định theo mã sinh viên yeah. Bây giờ mình muốn là phân hoặc các lớp mà tại vì trong này nó yêu cầu là bàn điểm từng lớp mà đối với mỗi lớp đúng không? Thế bây giờ anh muốn phân loại các lớp thì anh sẽ sắp xếp lớp trong dần. Lớp ascending mặc định là trong dần rồi nhưng mà bây giờ mình thêm chữ ASA thì nó viết tắt từ ascending là trong dần luôn. Còn nếu mà anh em mình muốn giảm dần thì DSC descending thì nó sẽ ra được lớp giảm dần. Để ASC trong dần thì anh em mình sẽ ra được cái một loạt các lớp phân loại các lớp như này. Và ở đây thì anh nhận thấy là nó không sắp xếp theo lớp mà thì nó lại không sắp xếp lại theo mã sinh viên nữa. Đấy, thì anh muốn sắp xếp vào cột thứ nhất thì theo lớp. Và cột thứ hai là sau khi sắp xếp theo lớp xong rồi, còn cái chỗ này thì anh muốn sắp xếp theo mã sinh viên. Thì lúc đấy anh lại thêm cái mã sinh viên ASC nữa. Để sắp xếp tiêu chí đầu tiên là lớp, tiêu chí thứ hai là mã sinh viên. Hiểu không? Hiểu rồi. Rồi tiếp tục. Câu 12. Một chữ mãi mới đến câu 12. Đối với mỗi lớp cho biết mã sinh viên và tên những sinh viên phải thi lại từ hai môn trở lên. Anh thử câu này mình vừa làm rồi các bạn nhỉ. Kia là đối với mỗi môn à? Ok. Đối với mỗi lớp cho biết mã sinh viên và tên những sinh viên phải thi lại từ hai môn trở lên. Anh em mình đầu tiên là tìm những sinh viên phải thi lại từ hai môn trở lên cái đã. Đúng không? Để biết được một sinh viên thi lại bao nhiêu môn thì anh em mình phải tìm trong bảng kết quả. Môn 12 này. Anh em mình phải tìm trong bảng kết quả. Select sao? From kết quả. Đấy, chẳng hạn là anh muốn kiểm tra thằng mã sinh viên 1 thi lại bao nhiêu môn. Đúng chưa? Thì anh bây giờ anh đầu tiên là anh sẽ làm tất cả những thằng thi lại đã nhá. Where? Thì điểm nhỏ âm 4 còn một cái nữa này những sinh viên là không thi thì mình cũng phải bắt nó thi lại hay không thi tính học lại nhỉ còn một cái là điểm những sinh viên mà kể cả những thằng mà nó không thi nữa thế thì mình sẽ join thằng này với tất cả sinh viên đi full join với toàn bộ sinh viên đi on kết quả chấm mã sinh viên bằng sinh viên chấm mã sinh viên và chúng ta sẽ thay vì suất này chúng ta sẽ in là sinh viên chấm mã sinh viên mã môn học điểm đấy thì ở đây chúng ta sẽ lòi ra hai thằng 17 18 cũng không thi anh em hiểu đoạn này không? chưa có que đã nhá thì ở đây có nghĩa là chúng ta sẽ tìm ở trong bảng kết quả join vào tất cả những sinh viên ở trong bảng sinh viên
Anh làm full joy là để kể cả những sinh viên mà không nằm trong bảng kết quả nhưng mà nằm trong bảng sinh viên thì nó cũng hiển thị ra. Nếu mà anh không full joy, anh mà chỉ dùng joy không, thằng này nó in the joy, thì lúc này sinh viên, hai sinh viên kia nó không hiện ra. Vì lúc này nó chỉ nhận những giá trị nào mà ở trong cả hai bảng mà thôi. Thế thì cả sinh viên nào mà vừa trong bảng sinh viên, vừa đi thi thì nó mới hiển thị. Còn những sinh viên nào mà không đi thi thì nó không hiển thị. Nếu muốn chúng ta hiển thị cả những sinh viên trốn thi, bỏ thi thì anh em mình dùng full joy. Đây này mọi người hiểu không đã? Đây này nó quan trọng này, anh em hiểu chưa? Rồi đó. Đó. Được rồi. Thế bây giờ ấy, mình sẽ cần phải biết là những sinh viên phải thi lại từ hai môn trở lên. Phải thi lại từ hai môn trở lên thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là thằng này nó xuất hiện bao lần? Điều kiện đó nhá, quay ở đây đó nhá. Điểm nhỏ hơn 4. O điểm is null. Đây là những sinh viên thi lại này. Vấn đề bây giờ ấy là nó sẽ đến vào ngày thi lại một môn chứ không phải là thằng này thi lại ba môn nữa. Mặc dù nó không thi môn nào cả. Thử những sinh viên có môn đi. Đây là các sinh viên qua môn. Mình lấy thằng này. Mình đếm. Mình đếm cái này thì nó ra đúng hơn. Cái này thì đúng là anh sẽ tìm ra được những sinh viên thi lại đúng không? Đây này, một có điểm nu lên này. Tuy nhiên là vướng cái là hai thằng này nó sẽ tính là chỉ tại một môn thôi. Mà đáng ra mình sẽ phải tính cả hai thằng này ở thi lại từ hai môn trở lên. Ở đây nhá, ở bảng này nhá thì anh em mình sẽ biết là ta sẽ có những sinh viên nào thi những môn nào không qua hoặc bỏ thi. Nhưng mà riêng cái hai thằng này thì chúng ta không tính được. Thế bây giờ nếu mà chúng ta muốn đếm đếm bọn này này thì anh em mình chỉ cần count theo cái mã sinh viên xem nó xuất hiện bao nhiêu lần là được. Đấy, chẳng hạn như là ở đây anh select count mã sinh viên from cái bảng này. Đấy nhá. Select count sinh viên from bảng này s đi. Thế lại không mình group by mã sinh viên à? Thi bên 2 thi lại một lần, bên 4 thi lại hai lần, 10 thi lại một lần, 15 một lần, 16 một lần. Thế quan trọng hai thằng này nó không báo thi lại hai lần đây. Đây, anh đang không biết làm thế nào để biến hai thằng này là ba lần đây. Mình có thể có một cách khác là mình lấy tổng mình trừ đi.
mình tìm tất cả những sinh viên qua môn, xong rồi mình lấy tổng trừ đi những sinh viên mà qua môn, xem nào, qua môn với số lượng môn đấy, số lượng môn qua lớn hơn, lớn hơn bằng tổng số môn trừ hai ấy. Nhưng mà viết thế thì truy vấn nó rất dài. Còn ở đây thì anh đang không biết là làm thế nào để anh em mình biến được ngay. Đây là con số 3 bây giờ. Anh em mình có các cao kiến gì không? Cha mã môn học rồi. Đếm theo mã môn học á? Ông kiểm tra cái mã môn học bằng luôn nữa thì thằng đấy cũng tin vào đấy. Ừ, thì đây nó tính vào đây này. Nhưng mà nó chỉ tính ở một thôi. Không, có nghĩa là mình tạo mình đếm hết những thằng thi lại trên hai môn ấy, nó không có đăng 17, 18, xong là mình sẽ Sẽ thêm chay vào à? in vô Không thêm. không được em ạ. Thế không được, thế không được. Khó nhỉ. Ý của bạn là bạn sẽ thêm chay riêng những thằng nào mà nun thì sẽ thêm vào sau. Sau khi mà anh em mình đã có cái truy vấn này này. Sau khi anh em mình có cái truy vấn này, này lúc ấy lọc xong là ngày, lọc thêm điều kiện là ngày nữa, đấy là có cái cột này nó phải lớn hơn bằng 2 hay sao ấy. Lớn bằng 2 thì lúc đấy bạn sẽ thêm chay những thằng nào mà bị nun vào. Giả sử cái cột này đi S. Số lần thi lại à? Having cao mã sinh viên lớn hơn bằng 2. Rồi cũng mã sinh viên 4 thôi. Và anh em mình sẽ đối với mỗi lớp đúng không? Với mã sinh viên và tên những sinh viên. Này thì chúng ta sẽ select theo bảng sinh viên thôi mà có cái mã sinh viên ở, nằm ở trong chỗ này. À, join cái bảng này đi. Select sinh viên. Select sao của sinh viên. Đối với mỗi lớp mã sinh viên, tên sinh viên. Mã sinh viên. Tên sinh viên. Lớp from bảng sinh viên. Join với cả cái bảng này, toàn bộ cái bảng này. Và anh em mình sẽ đặt toàn bộ cái bảng này là S sinh viên thi lại. Chẳng hạn thế. On. Đầu tiên là mã sinh viên. Thì lại này là được. Mình là vẫn hơi ngu học, đáng ra nó phải có hai thằng kia. Thôi kệ đi, cái đi khó quá bỏ qua. Câu 13. Cho biết mã số và tên những sinh viên tham gia thi tất cả các môn. Thì mình chỉ cần đếm số lượng môn học ở trong bảng môn học, xong rồi mình đếm cái số lượng sinh đếm đếm cái mã sinh viên
cùng trong một cái mã tính viên đấy mà ở trong bảng kết quả xuất hiện bao nhiêu lần đấy, có nghĩa là thi từng cái môn. Câu này không khó lắm. Select sao from kết quả và mã sinh viên đi cho nó thẳng luôn đi, mã sinh viên from kết quả có cái count à, đúng không, count của mã sinh viên group by sinh viên. Đấy, thì sinh viên này thì ba lần, sinh viên này thì ba lần chẳng hạn, và có having count của mã sinh viên bằng với cái giá trị là select count sao from ở môn học, select count sao from ở môn học thì trả về số lượng môn học. Cái này nghĩa là trả về những một sinh viên mà có số lượng này, đúng không nhỉ? Những sinh viên mà thi tổng cộng 3 lần, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đấy, anh em mình tổng cộng 7 thằng là được. Vừa đủ 7 thằng. Xuất hiện đủ 3 lần là được. Đấy, câu 13, câu 14. Cho biết mã sinh viên và tên sinh viên có điểm trung bình chung học tập lớn bằng 6. Ô, cái này thì giống y hệt câu lúc nãy thôi. Chúng ta có cái mà điểm trung bình chung của một đứa đấy. Câu này dễ mà. Bỏ qua. Cho biết mã sinh viên và tên những sinh viên phải thi lại ở ít nhất là những môn mà sinh viên có mã số 3 phải thi lại. Đầu tiên là mình sẽ tìm những môn mà sinh viên có mã số 3 phải thi lại. Thứ hai là mình tìm những sinh viên phải thi lại mà ở cái mã môn học đấy nằm trong cái bảng kia. Hai bước. Câu 16. Cho mã sinh viên và tên sinh viên có hơn nửa số điểm lớn hơn bằng 5. Thì à, hơn nửa số điểm lớn bằng 5. Mình tìm cậu con này đi. Trông trông nó có vẻ thử thách hơn một tí. Cho mã sinh viên một tên sinh viên có thân nhiều số điểm lớn hơn bằng 5. Select sao from các đếm số môn, đếm số môn thi, đúng không? Where điểm lớn bằng 5. Mã sinh viên count của mã sinh viên group by mã sinh viên thằng một thì 3 môn điểm lớn bằng 5, thằng 2 thì 2 môn, vân vân. Thì đấy có thằng như thế này, thế thì, có hơn nửa số điểm lớn hơn bằng 5 có nghĩa là cái số lượng này nó phải lớn hơn hoặc bằng cái tổng số lượng môn học chia 2. Having count của mã sinh viên lớn hơn hoặc bằng select count sao from môn học chia 2 đi. Có sao ra nhiều này 2.0 nên mà kiểu không? Thôi, nó bỏ qua số 1 rồi. Cái 3 môn thì chỗ này nó sẽ trả về 3 môn này. Chứ cho 2 thì chia 2 hay không thì nó sẽ lấy phần nguyên là 1. Nếu chúng ta chia 2.0 thì kiểu về số thực là 1.5. Vậy số lượng này nó phải là 23 thì nó mới nhận. Thế anh có mã sinh viên rồi, anh có
số lượng điểm mà lớn hơn 1 năm rồi thì anh có thể tìm cái tên sinh viên thông qua bảng sinh viên, anh em mình join bằng kết quả của bảng sinh viên là được. Mười bảy cho danh sách tên và bạn sinh viên có điểm trung bình chung lớn nhất điểm trung bình chung của toàn khóa. Cái này thì anh em mình chỉ cần làm một câu truy vấn để tính điểm trung bình chung của toàn khóa trước, rồi lần thứ hai là anh em mình sẽ tính tìm tên bạn sinh viên, xong rồi tính điểm trung bình, xong rồi mình having cái điểm trung bình đấy lớn hơn cái mình vừa tính là được. Cho danh sách mã sinh viên, tên sinh viên có điểm cao nhất của mỗi lớp. Cái này thì anh em mình làm tổng hợp lại thôi, là chúng ta sẽ tìm điểm cao nhất sinh viên có điểm cao nhất của cái điều kiện ở ngoài lớp, cái này lớp như nào thế kia đấy. Thì bây giờ để sinh viên có điểm cao nhất của mỗi lớp thì với mỗi lớp thì anh em mình group by lớp thôi, tìm max một group by lớp thôi được. Rồi làm con này đi cho nó 18 đi. Select sound from bạn sinh viên, join với bảng kết quả on sinh viên chấm mã sinh viên bằng kết quả chấm mã sinh viên đúng không? Hiện giờ anh em mình có tập cộng này. Bây giờ thì anh em mình sẽ lấy điểm trung bình của từng thằng một bằng cách là chúng ta lấy mã sinh viên này, tên sinh viên này, kết quả chấm mã sinh viên đi, phải AVG của kết quả chấm mã sinh viên group by chấm mã sinh viên, như phải tên sinh viên nữa sao đúng không? À, tìm có điểm ấy nhỉ, khổ quá trung bình điểm mà. Đấy, thì hiện giờ chúng ta đã có ra điểm trung bình của từng người một. Mình thêm cái lớp làm sao đây. Thế bây giờ anh em mình lại từ cái bảng này, anh em mình lại lọc theo lớp tìm thằng có điểm trung bình lớn nhất của từng lớp. Đấy thì anh em mình đặt cả bảng này, đặt thằng này là S điểm trung bình đi, thằng này là kết quả trung bình. Rồi anh em mình bây giờ select sao from cái bản này ở đây, anh em mình có cái bản này rồi này, anh em mình nhóm theo lớp và tìm max của cái giá trị điểm trung bình, có nghĩa là max của cái điểm trung bình. My love. Như vậy chúng ta sẽ biết là ở lớp L01 thằng điểm trung bình cao nhất là 8,5. L02 điểm trung bình cao nhất là 6,7. L03 điểm trung bình cao nhất là 6,7. L04 điểm trung bình cao nhất là 6,33. Sau anh em mình lại truy vấn cái bản này một lần nữa. Sau anh em mình tìm thằng nào mà có điểm trung bình ngang với này. Mình ghi ra này, cái này thì mình có thể add xong lại tiếp và điểm trung bình đi này, là có điểm trung bình tiếp đi điểm trung bình cao nhất. Rồi bây giờ anh em mình lại tìm lại cái bản này một lần nữa với cái bảng này, chính là bảng mà thông số tất cả sinh viên đúng không? Đấy.
em mình enjoy với con kia. Có hai cách. Cách thứ nhất là lớp bằng lớp này, lớp bằng với lớp ở trong này, và điểm thì bằng với điểm tương ứng ở trong này. Yeah. Thì mình sẽ đặt tên cái bảng này một cái bảng khác ở đấy, thì anh em mình chỉ cần select hai lần, một lần là kết quả đầu tiên where là lớp thì sẽ bằng với lớp ở trong này, kết quả thứ hai là end điểm trung bình cao nhất bằng với cái điểm trung bình cao nhất ở trong này là được. Nó dài quá, viết thế thì viết bao giờ mới xong. Còn cô này đây không? Đây là mình lại có lớp mấy điểm trung bình cao nhất thế này. Bây giờ mình sẽ cần một cái bảng, thêm đi mạng sinh viên đi. Thằng này lại group theo bạn sinh viên, thêm sinh viên nữa. Cái dài quá, anh không muốn làm cái kia thế nào. Thì mình sẽ làm thêm một bảng nữa, đấy là các sinh viên có điểm trung bình cao nhất là bao nhiêu ấy. Xong rồi mình sẽ truy vấn với cái bảng này. Bảng này thì hiện giờ nó đang có lớp với điểm trung bình cao nhất bao nhiêu đấy. Thì mình chỉ cần tìm bảng kia có cùng lớp và có cùng điểm trung bình là được. Có nghĩa là nó tự end nữa hai cái. Nó dài quá. Anh chưa biết là có cách nào ngắn hơn không. Nè, ở đây thì mình có này. Mình phải join với bảng kia. On lớp đi. Thử thế nào. Anh em mình join với bảng này. Là bảng này là bảng trung bình khóa on. Kết quả sinh viên đi. Bạn này bảng S kết quả sinh viên đi. Hay là chúng ta select sao from bảng này. From bảng này. Anh em mình join với cái bảng này. Ở điều kiện là kết quả sinh viên chấm lớp bằng với cả điểm trung bình khóa chấm lớp. Đấy. Thế thì ở đây anh em mình sẽ có là ở lớp này điểm trung bình cao nhất là như thế này. Đấy chưa? Thế là mình sẽ có điều kiện nữa là quay.
điểm trung bình bằng với điểm trung bình cao nhất lớp. Lại thì ở cái lớp L02 có hai thằng có điểm trung bình là như này, L01 cũng làm 8,5, L04, L03 tương ứng như thế. Thì anh em mình khoảng thay vì chúng ta in tất cả thì anh em mình ghi tất cả ở trong bảng kết quả sinh viên chấm sao thôi, và anh em mình ghi cái điểm trung bình khoa chấm điểm trung bình cao nhất thôi là được. Sinh viên lớp L02 thì có Trần Bảo Trọng và Trần Anh Bảo cuối cùng có điểm trung bình là 6,7, so với điểm trung bình cao nhất lớp là cũng 6,67. L01 thì cũng có thằng Phạm Trung Tính, Lê An Hải thì có lớp L04 và L03 thế này. Nên mình có thể order by lớp đi, SC đi để nhìn rõ được cùng một lớp như thế nào đấy. Anh em hiểu có này không? Alo, im lặng thế, im lặng không hiểu rồi. Câu ở dưới nó chỉ khác mỗi là thay vì chúng ta tìm cái điểm sinh viên có điểm cao nhất của mỗi lớp, cái điểm cao nhất của mình lúc nãy là mình làm cái này à, max đúng không? Thì bây giờ thay vì tìm thằng max này thì chúng ta sẽ tìm điểm trung bình của lớp thôi. Thay vì tìm điểm max thì anh em mình tìm điểm trung bình của lớp thôi. Cái này là gì? Thay mỗi điểm trung bình của lớp, và đây thay vì tớ bằng anh em mình lại tớ lớn hơn là được. Điểm trung bình lớn hơn là được. Không khó lắm. Rồi, thấy mọi người có vẻ hóa chó lắm nên là các bài này thì anh em mình về nhà anh em mình lại xem lại video, hay là anh sẽ cho code để mọi người kiểm tra xem có thể là code của anh có đoạn nào mà vướng mắc thì anh em mình hỏi nhé. Và anh em mình làm cho anh cái thực hành 14 đi, bắt đầu làm thực hành 14 và thực hành 15 đi. Thực hành 13 thì ngắn thôi, thực hành 13 thì có 19 câu. Nhưng mà thực hành 14 và thực hành 15 là nó thực hành 14 là có 53 câu. Thực hành 15 thì cũng có 40 câu. Nên là mọi người phải làm đi, đừng ngồi chơi nữa. 4 ngày mà hôm nay hỏi có rất nhiều bạn chưa làm được mấy. Mọi người phải tập trung, mọi người làm một chút đi, không rồi về sau mọi người không theo kịp được đâu. Nó còn nhiều kiến thức lắm ấy. Mà buổi hôm nay đến đây anh em mình có ai có câu hỏi gì không? Anh thấy con 16 như nó sai. Con 16 là nó bảo là so sánh điểm lớn hơn tức là số môn có điểm lớn hơn 5 so với điểm so với số môn của nó thôi, chứ không phải số môn của cái một tháng nó chỉ thi một môn thì sao? Có hơn nửa số điểm lớn bằng 5, hơn nửa so với nó thôi chứ không phải so với cả tất cả môn học. Thì tưởng thằng ấy phải thi tất cả môn chứ. Ở đây có thằng nó chỉ thi 1-2 môn thì sao? Thì thằng ấy chưa thi được một nửa, hơn nửa số điểm lớn hơn bằng 5. Thì một hai môn thì những môn còn lại của nó là coi như là dưới 5 điểm à? Nó sẽ không có trong bảng kết quả thì nó sẽ nó không tính này. Nó không có điểm ở đấy, không thi môn đấy, không có trong bảng kết quả nữa. Nó sẽ không đếm vào đấy. Anh đang cố gắng rốt xem là em muốn chưa vấn như thế nào đã. Câu này câu hỏi nó cũng không tường minh cơ. Hơn nửa số điểm, mà hơn nửa số điểm so với cái gì? So với chính nó hay là so với toàn khóa? Còn nếu mà so với chính nó ấy, thì anh em mình làm một cái đây. Select cái này. Đúng không? Đây là số lượng môn nó thi ấy, đúng chưa? Đúng không em? Đây này, mã sinh viên này, xong đếm số lượng mã sinh viên trong bảng kết quả group by mã sinh viên. Thì đây chính là cái số lượng môn mà nó đi thi ấy. Tìm ở trong bảng kết quả xuất hiện bao nhiêu lần chứng tỏ nó đi thi bấy nhiêu lần. Được chưa đã?
Rồi. Đấy, thì lúc đấy anh em mình thay vì anh em mình khao với cái này thì anh em mình khao với cái số lượng này, em hiểu chứ? Thế thì lúc đấy chúng ta sẽ join hai bảng này lại với nhau này, join cái bảng trước với bảng sau này. Đây thì anh sẽ chạy bảng trước đi. Bảng này là bảng mà có điểm lớn bằng 5. Bây giờ anh sẽ join với bảng này, nghĩa là anh sẽ đặt cái bảng này. S, bảng này là số môn thi à? Tổng số môn thi à? Tổng số môn thi. Cái này S là số môn thi trên năm. Được chưa? Anh em mình sẽ join hai bảng này lại với nhau. Select sao from bảng này. Join với cái bảng này. Oh, một cái gì đấy. Thế thì anh đấy, thằng này là tổng môn thi và thằng này là môn thi trên năm chẳng hạn đấy. Ở đây chúng ta sẽ join dựa trên cái mã sinh viên đi, nó là số môn thi chấm mã sinh viên bằng với số môn thi trên năm chấm mã sinh viên. Đấy. Thì ở đây anh em mình sẽ thấy là mã sinh viên với tổng số môn này với số môn thi trên năm là như này. Đấy. Điều kiện của chúng ta bây giờ nó sẽ là where tổng môn thi trên năm lớn hơn hoặc bằng tổng môn thi chia cho 2.0 đúng không? Được chưa? Anh có thể thay vì lớp này anh tập số môn thi chấm và anh em mình thêm một câu tập môn thi trên năm là được. Rồi, anh em mình có ai còn câu hỏi nào về bài này nữa không? Về bất kỳ bài nào nữa không? À, không còn thì đấy thì đúng là anh bảo đấy, về nhà cố gắng là làm bài thực hành bài 4 đi nhá, cố ít nhất là hôm đầu tiên từ giờ đến hôm thứ hai cũng phải làm được tầm 20 đến 25 câu mấy câu đầu nó dễ, mấy câu đầu nó không khó, làm tầm 20 25 câu để anh còn có thứ mà chữa. Cuối tuần thì hết tuần sau thì mình cố gắng là chữa được ít nhất là 2 phần 3 cái đống giấy 40 câu. Đây. Mặc dù nó dài nó nhưng mà mình làm nhiều thì mình mới quen được. À, thôi lát mình nghỉ ở đây ba anh em.